giáo phận Xuân Lộc, nhóm thiện nguyện Công giáo Xuân Lộc lên đường phục vụ chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng nghiêm trọng, số ca nhiễm F0, số bệnh nhân và các ca F1 ngày càng tăng, các bệnh viện, trung tâm cách ly ngày càng quá tải, các bác sĩ và nhân viên y tế phục vụ đến kiệt sức. Các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và các bạn trẻ đã và đang đáp lại tiếng Chúa qua lời kêu gọi của Đức Giám mục Giáo phận để dấn thân phục vụ cho các anh chị em đang gặp thử thách nặng nề vì dịch bệnh tại các bệnh viện dã chiến, các cơ sở cách ly và điều trị COVID-19, cộng tác trong việc phòng chống dịch COVID-19. Những ngày qua, ai cũng thấy được mức độ lây lan và nguy cơ tử vong cao do biến chủng Delta gây ra. Dù có những trang thiết bị y tế cần thiết và được tập huấn trước, các thiện nguyện viên khi dấn thân tham gia nhóm thiện nguyện đều ý thức được nguy cơ đó. Động lực thúc đẩy các cha, các thầy, các dì, các bạn trẻ dấn thân đó chính là tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn. Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm ta. Cầu chúc quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và các bạn trẻ đem tình yêu của Chúa Kitô đến cho mọi người, mọi nơi đang được sai đến. Và chớ gì, gương mẫu hy sinh cao đẹp đó nhắc nhở chúng ta phải trở nên chứng nhân tình yêu yêu thương phục vụ của Chúa cho chính người đang sống chung quanh chúng ta. Amen. Hình ảnh cảm động chia tay lên đường phục vụ của các chúng sinh của giáo phận đến các tu sĩ nam nữ từ các dòng tu trong giáo phận được ghi lại. Nguồn: Linh mục Francisco Xavier, Đỗ Đức Lực. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị đăng ký kênh Muối Men Media, like, chia sẻ và bình luận góp ý của quý vị. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin hẹn quý vị vào những video tiếp theo.